甲丙戊相等。是是。乙登。是。这乙乙乙天干是天干啥？乙土乙甲。对，那这些都是哪几个？是这。Thì tắc địa tạng Bồ Tát sở lực nhất thiết chư pháp tùng tâm sở hữu giữ tâm khác tướng hòa hợp nhiên cộng sanh cộng diệt đồng vô hữu trú chỉ nhất thiết cảm tướng đẳng tùy tâm sở duy niệm niệm vô tục cố di đà trú trì tạm thời phi hữu giả chánh sở dĩ thì hữu tâm địa pháp môn di diệt. Đến đây là một đoạn. Đoạn này nói về điều gì? Căn nguyên của Phật Pháp. Phật dựa vào điều gì để thuyết pháp? Đi cứu vào đâu để giáo hóa tất cả chúng sanh? Căn cứ của Phật Pháp. Không những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp căn cứ vào đây, mà tất cả chư Phật Như Lai khắp ba đời mười phương biết chủng chủ pháp cho vô lượng chúng sanh cũng không liệt nguyện tâm này. Căn nguyên lý luận dạy học của Phật giáo, nếu nhận thức rõ ràng tiên nguyên này mới thừa nhận pháp nhà Phật nói gọi là chánh pháp, mới có khái niệm về tiêu chuẩn của những chánh này.